Chương 1 Gặp gỡ email 160-PROTECT Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Giới thiệu nhân vật Trần Thị Linh Đan, nó 17 tuổi, là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, dễ thương cao 1M62 Không đẹp lộng lẫy như những hốt gơ nhưng nếu tiếp xúc với nó nhiều thì sẽ càng cảm thấy nó xinh hơn, tính tình hai hước con nít, đôi lúc hơi điên điên, rõ bướng bỉnh nhưng lại rất tốt bụng hay mộng mơ và đặc biệt là rất lắm chuyện. Nó có một tính cách rất dễ thương mà anh chàng nào cũng phải siêu lòng, bên cạnh đó nó cũng có những tật xấu như là ham ăn, đụng tí là ngủ, gia thế. Cũng được, có giàu cũng có nghèo, đổ quan thành, cậu ta. 17 tuổi, là một anh chàng hot boy nhất nhìn ngôi trường The Dream Blue với body chuẩn cao 1M75, ăn chơi, tính tình khó hiểu, lòng tự trọng thì cao ngất ngưỡng trên trời, gia thế con một gia đình giàu có và là mơ ước của bao nhiêu cô bé cùng trường lê mai hồng con bạn thân nhất hay được nó gọi là hồng dâu nguyễn khánh an cao thùy chi là những con bạn thân và trong hội ăn vặt của nó cháp một Ác sân một cô bé dễ thương đang rất vui vẻ với cuộc sống mà mk đang có luôn lạc quan và yêu đời một buổi tối khi nó đang đi dạo trong một công viên nhỏ gần nhà cùng ba con bạn thân và tận hưởng n cơn gió mát luồn qua mái tóc ống mực của mk đi đâu cũng gặp N cặp tình nhân tuổi tin nắm tay nhau hát thê mà nó buồn cho số phận của MK, yêu với chả đương nhí nha nhí nhố, hồng dọc liếc mắt sang Khánh An chí chóe nói, bà này chưa có người yêu nên nói xấu người ta vậy đó, hiếc. Chứ được như người ta đi rồi hãy nói. Kháng An hết cầm đắc thắng, hồng hậm hực lại ngoắt tay nó nói, chỉ có hai đứa MK là trong sáng có yêu ai hết bà nhỉ, thời đại này Nga ta gọi là Nico đó, yêu cây. Đúng rồi đó nó nhí nhảnh đáp. Nó nghĩ mờ ca xinh xắn dễ thương như vậy mà hỏng có nờ dê yêu đúng là hồng nhan bạc phận, thấy bà tưởng tượng ghê co, tại bà chảnh chiếu bộ, bà biết bà dễ thương rồi nên kén như cua. Bà mà ngồi cùng VSC thằng nào là thằng đó sập bẫy tình liền, cao tay ghê. Khi nó đang vui vẻ đấu khẩu với mấy con bạn quỷ sứ và ăn món chè yêu thích thì nó chợt trống lên, thôi chết rồi mấy giờ rồi mấy đứa giật mờ ca mà muốn ói cả chè ra tám hát bốn mươi mày lên cơn a ca long nờ dê yêu khánh an lên tiếng thôi xong tiêu đời tao rồi ba ba nó dặn rồi tám giờ về sớm để còn học bài mà hát là tám giờ bốn mươi phút rồi sao vậy mày ba ba mày bắt về sớm a ca hồng dâu hỏi nó đúng là bạn thân có khác yêu cây bibi bi bay nha mặt nó nhăn lại hay nó co nở chào tạm biệt mấy con bạn vì n lúc ở bên chúng nó rất vui và thoải mái, có mà co nở nào chào tạm biệt mấy cốc chè miễn phí à, nó đi từ từ cho đến khi khuất bóng mấy đứa bạn là nó phóng ba chân bốn cẳng một mạch về nhà. Bình thường nó sợ tối lắm nhưng hôm nay gấp gáp quá nên nó quyết định đi đường tắt về nhà. Ai mà chẳng biết cái đường đó tối thui aka, cách 100m mới có một ánh đèn mờ mờ khi nó đang chạy như bay qua một đống rác bỏ hoang thì chợt nghe xa xa có tiếng rượt đuổi đó là một đám côn đồ đang đang đuổi theo một anh chàng tầm tuổi nó lúc này mắt nó mở to hết cỡ đứng đơ một lúc nó chợt tỉnh mộng và điều đầu tiên nó nghĩ đến là chạy nó hét toáng lên và cắm đầu chạy nó chạy nhanh lắm nhưng dù gì thì cũng là con gái mà nó càng chạy lại càng thấy khoảng cách giữa nó và đám xã hội đen kia gần hơn nó vừa chạy vừa quay lại nhìn tim nó muốn bắn ra ngoài luôn vì bọn chúng sắp đuổi kịp nó rồi mà nó có tìm thấy chỗ nào để trốn cả. Mỗi lúc chần chừ tìm chỗ trốn thì khoảng cách lại ngày càng gần hơn nên thôi cứ chạy là tốt nhất, dời ơi. Cái thằng chết dẫm kia sao mà ca chạy đường nào thì nó chạy đường đó vậy, chỉ cái anh chàng đang bị bọn xã hội đen rượt. Nó nói trong đau khổ và nheo mắt lại, đang trong cái tâm trạng hỗn loạn thì quái, nó vấp phải cục đá bên đường và mặt mũi chân tay gì đó là tiếp đất hết, khổ chưa chứa lị, xui hết chỗ nói. Nó thầm trách bản thân mờ ca hậu đậu của tờ đờ, nó cố gắng đứng dậy chạy tiếp nhưng bọn chúng đến gần quá, nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi sụp xuống nhắm mắt, ông đầu, để tránh hậu quả đáng tiếc về sau, và cầu nguyện, chợt nó bị ai đó cầm khủy tay kéo đi với một vận tốc đáng sợ, cô điên Aka. Sao có chạy ngồi đó đợi chết Aka, anh bạn đó vừa chạy vừa mắng xối xả vào mặt nó, với cái tốc độ bàn thờ của cậu ta nó gần như có thể theo nổi, nó cũng có biết là mờ ca đã rẽ bao nhiêu ngã trong cái bãi rác bỏ hoang này, thả, ra, coi. Mệt, tê, lắm, em mờ, rồi nó vùng vằng giật tay mờ ca ra, hát. Cô tưởng tôi có mệt chắc, để chúng tóm được là chúng oánh cho vể sọ bây giờ, xa lắm rồi đó. Có còn ai đuổi theo nữa đâu. Nói xong nó ngồi xuống thở dốc, đi co, nói rồi cậu ta quay mặt đi bỏ luôn, đồ điên đợi với coi, nó mệt mỏi cố gắng lê người đi theo cậu ta thầm nguyễn rủa cái con người đã làm nó ra nông nổi này, tuy rất mệt nhưng cái bản tính lắm chuyện của nó coi cho phép nó im lặng, này, nó bắt chuyện, nhưng cậu ta chẳng đoái hoài, nó lại tiếp tục hỏi, tại cậu mà tôi có về được nhà đó, làm gì mà lại bị bọn xã hội đen đó đuổi đánh cậu vậy? Chắc ăn ở thất đức nên mới bị nguyên vọng. Đi với cậu có biết tính mạng tôi có được đảm bảo co đây, nó cứ lẩm nhảm hoài mà cậu ta vẫn có nói lấy một câu, nhìn cái vẻ thản nhiên của cậu ta mà nó bực mờ ca, cậu ta cứ im lặng đút hai tay vào túi quần trong rất lãng tử mà bước đi, càng im lặng thì nó càng nói nhiều cho đến khi cậu ta cảm thấy bực tức quay phát lại làm nó giật bắn cả mờ ca, có tin là tôi bắt cóc cô rồi đem đi bán thần co. Cậu ta nói một cách lạnh lùng làm nó rùng mờ ca, đó tôi biết ngay mà. Đúng là có phải hạng người tốt đẹp gì. Cuối cùng thì tôi cũng đã vạch trần được bộ mặt xấu xa của cậu. Ha ha vui chết đi được, nó nói mà hí ha hí hững như phát hiện ra được điều gì đó vĩ đại lắm, úi chà chà, mờ ca phục mờ ca quá đi. Nó tự nói với mờ ca, biết cô thế này tôi đã có cứu cô làm gì. Chưa thấy đứa con gái nào nhiều chuyện như cô, hồ. Tôi tự hào về điều đó đó, có phải ai cũng được như tôi đâu, nó biết cậu ta nói đều nó nhưng nó vẫn tự hào về mờ ca và trêu máu cậu ta, miệng lưỡi nó thâm thiệt, chẳng biết có ai đấu khẩu nổi với nó được co, Lúc này cậu ta bắt đầu bực mờ ca thật sự, cậu ta đi nhanh hơn còn nó thì phải chạy theo nếu con muốn bị ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này, một bước của cậu ta cũng bằng ba bước của nó. Nó có bực mờ ca mà lại thấy cậu bạn này thú vị làm sao ý, nó chạy lên trước cậu ta và trêu chọc cậu này. Dỗi A ca. Con trai gì mà mau khi thế? Nó nói mà có thể nhìn được cười, cậu ta tỏ thái độ khó chịu với nó. Chắc bị nó chọc cho đến phát tức rồi, con bé này giỏi nhất môn chọc người khác tức điên cậu bạn này xấu số thiệt ha ha xin lỗi cậu nha nhìn cậu bạn bực tức nó lại càng buồn cười nhìn cái mặt cậu ta khi tức ngồ ngộ thế nào ý đùa tí thôi đừng giận đó tôi biết cậu dễ thương chắc có để bụng đâu ha chấm a ha nịnh ghê chưa cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực chọc tức của nó thì cậu ta cũng đã trả lời cô giỏi ha chọc tức tôi rồi xin lỗi bộ cô tưởng tôi là trò đùa của cô Aka, hít, dẫn tí thôi mà làm gì ghê vậy, nó chu mỏ ra nói, nó mãi nói chuyện mà có để ý rằng xung quanh nó toàn là một mà đen nghịt. Cậu ta lôi chiếc DT xịn của MK ra làm đèn để thấy đường còn nó có dám rời cậu nửa bước. Thấy nó như con rùa rụt cổ cậu ta nhếch môi cười một cái rồi lên tiếng, đó là một câu nói lạnh lùng khiến nó dựng cả tóc gáy. Sợ rồi Aka. Đâu đâu? Tôi đâu có sợ, tôi đâu có phải tiểu thư bột đâu, hít, mờ đi nha chấm t nó sợ lắm, sợ tối lắm n cái tính bướng bỉnh của nó thì có bao giờ chịu thua ai, chẳng biết từ đâu lại mò ra một đống chuột. Một con thì có sao chứ nhiều nguyên vọng thì quả là quá sức chịu đựng của nó. Tuy là rất sợ N nó cố gắng co hét tại vì nó có muốn MK là một cô bé yếu đuối đặc biệt là trước cái tên chết bầm này. Nó cố gắng trấn an MK rằng có sao nó đâu nó có đụng vào người MK đâu mà sợ chứ bọn chuột đang đi về hướng đông tự nhiên đâu lại có mấy con chuyển qua bắt chỗ nó đang đứng nó toát mồ hôi ướt cả trán đứng bất động để cho đàn chuột đi qua còn cậu ta thì đang rất hứng khởi chờ kịch hay để xem chúng nó có hiểu ý nó gì hết cứ tiến lại gần nó và rồi á á á tiếng hét vĩ đại nhất mọi thời đại bọn chuột bò lên chân nó eo ơi nó hết nhảy rồi la nó ngoắt lấy cánh tay của cậu ta dùng tuyệt chiêu khuôn mặt cúng con để cầu xin sự giúp đỡ từ cậu ta. Quả là có thể từ chối cái bộ mặt dễ thương đó mà, thôi đi, đôi mắt của nó long lanh, chớp chớp, bỏ cái bộ mặt đó đi, nói xong cậu ta cầm chiếc giày thời trang của mờ ca đập, đánh, đuổi lũ chuột hỗn sự đó đi, mặt nó méo máu như sắp khóc làm cho cậu ta bật cười. Tuy ở đây rất tối nhưng nụ cười đó vẫn tỏa sáng và làm nó thoáng ngỡ ngàng, thả, một câu nói nhanh, gọn, lệ của cậu ta nhưng cũng làm nó giật mờ ca vội buông tay cậu ta ra nó nghĩ bộ y x làm giá cơ ai thèm lần sau có quỳ xuống cầu xin tôi cũng có đụng vào tay cậu đâu sau đó nó cứ cúi sầm mặt xuống xấu hổ và co dám nhìn cậu ta nữa nó cảm thấy mờ ca thực sự rất là quê ý tức chết được đang suy nghĩ vẫn vơ thì nó chợt thấy tiếng còi xe in ỏi mắt nó sáng lên như người sắp chết đuối mà vớ được phao nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả